Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng đã tỏ ra rõ ràng và ban cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được thừa hưởng. Vì thế đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta, copy những hình ảnh này và để trong nhà mình cũng như để nơi làm việc của mình, và thường xuyên cầu nguyện với hình ảnh cha trời Giêsu thì chắc chắn đồng bào sẽ được hưởng sự bình an trong tâm hồn và trong đời sống hàng ngày. Đồng bào có thể copy những hình ảnh này trên trang website của chúng ta là faithgodjesuschrist.com. Còn nếu những ai không có máy copy và ước ao được có những hình ảnh này cùng CD nhạc tĩnh tâm mà background đồng bào đang nghe, thì xin hãy liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ Faith God Jesus Christ Ministry, 13372 Golden West Street, Suitenberg 205, Westminster, California 92683. Những hình ảnh này đã tỏ hiện ra trên mây do quyền năng của Cha Trời Giêsu ban cho. Và giờ đây chúng tôi có để lên trang website của chúng ta để cho đồng bào có thể copy và cũng như sang nhạc tĩnh tâm trên trang website của chúng ta. Và đây là hình ảnh chúng tôi làm màu đậm hơn để cho những ai mắt kém có thể nhìn rõ ràng hơn. Và đây là hình ảnh chúng tôi làm màu rosy và đồng thời có địa chỉ trang website của chúng ta, faithgodjesuschrist.com, faithgodjesuschrist.com. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đồng bào hãy vững tâm copy những hình ảnh này để trong nhà mình và cầu nguyện với khuôn mặt của Cha Trời Giêsu, thì chắc chắn đồng bào sẽ được bình an trong tâm hồn và đời sống sẽ được chỉnh đốn lại, bởi vì Cha Trời có đầy đủ quyền năng để ban cho chúng ta được sống bình an và cũng như tránh xa những tội lỗi mà chúng ta đang mắc phải. Chúng ta chỉ cần copy những hình ảnh này và nhìn vào khuôn mặt Cha Trời Giêsu hàng ngày, cầu nguyện cùng Cha Trời Giêsu, thì bảo đảm chắc chắn quý vị sẽ được sự bình an mà không ai có thể ban cho mình cả. Ngoại trừ chỉ có Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể ban cho chúng ta mà thôi. Một lần nữa, đây là hình ảnh đồng bào cần có để trong nhà hoặc để nơi làm việc của mình. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu với đầy quyền năng. Cũng như đồng bào có thể copy hình ảnh sư tử nhà Chúa, sư tử cha bảo vệ sư tử con, nói lên hình ảnh Cha Trời Giêsu bảo vệ chúng ta mọi nơi, mọi lúc và trong mọi nghịch cảnh nào. Nếu chúng ta cậy trông vào Ngài thì Ngài chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta và sẽ dẫn dắt chúng ta khỏi mọi sự cám dỗ luôn luôn lúc nào cũng đang rình rập con người. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần thông báo vô cùng đặc biệt và quan trọng ngày hôm nay.